Happy birthday to you. Make a wish, make a wish. Wow. I don't know, bro. That was a good Eric. Yeah. Make a note that he also have many friends from Troy and from St. Barbara's, and also two of his cousins from Vancouver, Washington. Wow. Vancouver, Washington. And San Barbara. Okay, well, like half these people are written in me, they can understand. Okay, should we help Eric with his jacket? Eric? Nó nói tiếng Việt giỏi lắm. Hay hả? Dạ. Chắc giờ là huynh trưởng rồi. Dạ. Đi học cấp 1 lâu chưa? Rồi. Đây hả? Bây giờ đoàn trưởng của nó là ai? Anh Huấn. Anh Huấn à. Còn cô Yến với chú Sơn có bao nhiêu vẫn còn hả? Với chú Sơn trưởng tá. Hồi xưa chú sinh hoạt rất nhiều. À thì về mà gặp nếu mà gặp cô Yến với chú Sơn á thì nói là gặp cô chú Bảy. À. Chú Bảy là cô Thủy. Thì cô Yến với chú Sơn tức là Okay, cô Thủy here is my older sister.